phải chăng Tổng Bí thư Tô Lâm từ chủ động phải chuyển sang phòng thủ và hòa hoãn? Quyết định của Quốc hội Việt Nam sẽ bầu mới chức danh Chủ tịch nước ngày càng trở thành hiện thực. Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ nắm được chức danh người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, còn chức vụ Chủ tịch nước sẽ được bàn giao cho một lãnh đạo cấp cao khác. Việc Văn phòng Trung ương Đảng vừa công bố quyết định bổ nhiệm Trung tướng Tô Ân Sô làm trợ lý Tổng Bí thư và phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư càng khẳng định điều đó. Như vậy, giấc mộng nhất thể hóa chức vụ Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước bóng Tô Lâm theo đuổi đã tan thành mây khói. Việc nắm giữ chức Chủ tịch nước vốn vẫn được cho là có tiếng nhưng không có miếng, đối với ông Tô Lâm trong lúc này vẫn có ý nghĩa. Nếu ông không nắm được chức này thì sẽ mất đi vai trò thống lĩnh các lực lượng vũ trang rất quan trọng. Dẫu rằng Tổng Bí thư Tô Lâm vẫn nghiễm nhiên là Bí thư Quân ủy Trung ương. Dưới sức ép của nội bộ Đảng, tham vọng nắm quyền lực tuyệt đối của ông Tô Lâm tạm thời đã bị chặn lại. Ông không thể nắm trọn cả các cơ quan Đảng và Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội. Động thái này cho thấy vai trò chủ công của ông Tô Lâm lâu nay đã bị buộc phải chuyển sang thế phòng ngự để tính toán phương án mới, làm thế nào để ông có thể chế ngự phe tướng lĩnh cấp cao trong Đảng, vốn dĩ trung thành với cố Tổng Bí thư và Bắc Kinh. Cách đây chưa lâu, khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn sống, ông Tô Lâm lợi dụng sự tin tưởng của ông Trọng đã lạm quyền tiền trảm hậu tấu, khiến cho các đối thủ trở tay không kịp. Sau đó tình hình dường như đã được vãn hồi, khiến ông Tô Lâm và phe cánh phải cẩn trọng hơn. Phe quân đội với vai trò trung tâm quyền lực đã lá chắn cuối cùng để bảo vệ chế độ, nhưng do mất đoàn kết nội bộ nên đã đánh mất vị thế của mình trong Tô Lâm và phe cánh công an, cũng như nhóm Hưng Yên của ông Tổ. Trong khi phe quân đội có hai đại tướng và lực lượng quốc phòng hùng hậu, vậy mà phải khoanh tay ngồi nhìn đại tướng công an Tô Lâm hoành hành như trốn không người. Theo một số nhận định, thế và lực của ông Tô Lâm và phe cánh trong Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư chưa đủ mạnh. Đó là lý do trong thời gian gần đây, ông Tô hết sức nỗ lực trong công tác tổ chức nhân sự để đưa các nhân vật thân tín của mình vào nắm giữ các cương vị chủ chốt mang tính quyết định. Trong khi đó, Hội nghị Trung ương 10 chỉ còn chưa đầy một tháng sẽ khai mạc và thời gian từ nay đến đó có một số ý kiến hết sức quan trọng. Cũng theo một số đánh giá, phe quân đội sau một thời gian ngơ ngác không có những phản ứng cần thiết, cuối cùng đã khẳng định quan điểm bất di bất dịch, trung tâm quyền lực thuộc về quân đội chứ không phải do công an kiểm soát và thao túng. Việc Tổng Bí thư Tô Lâm chủ động rời ghế Chủ tịch nước để nhường lại cho phe quân đội được cho là ông Tô Lâm đã chuyển sang giai đoạn hòa hoãn. Nguồn tin nội bộ cho Thời báo.de được biết về sự thay đổi một số chủ trương. Theo đó, Tổng Bí thư Tô Lâm đang cố gắng làm đẹp hình ảnh của mình để lấy lòng dân chúng cũng như các ủy viên Trung ương, ủy viên Bộ Chính trị. Nếu không, ông sẽ khó nhận được sự ủng hộ để trở thành trường hợp đặc biệt tại Đại hội Đảng lần thứ 14. Ông Tô Lâm sẽ hạn chế bắt bớ các quan chức cấp cao tham nhũng, sẽ không bị xử lý hình sự, kể cả các vụ tham nhũng đặc biệt lớn mà công luận hết sức quan tâm như vụ gia đình ông Nguyễn Xuân Phúc, vụ ông Đặng Quốc Khánh cũng chỉ để bắt nộp lại tiền rồi thôi, chứ không khởi tố bắt giam như thân tin trước đây đồn thổi. Tuy nhiên, chúng ta hãy cùng đợi xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin phải chăng Tổng Bí thư Tô Lâm tư thế chủ công chuyển sang phòng thủ và hòa hoãn. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Phải chăng Tổng Bí thư Tô Lâm quyết nói không với chính sách ngoại giao cây tre nghiêng về phía Trung Quốc? Theo giới quan sát, Tổng Bí thư Tô Lâm đang cố gắng tạo ra những cải cách mang dấu hiệu riêng biệt cho mình. Kể từ khi chính thức trở thành Tổng Bí thư, trong các bài viết hay phát biểu, ông Tô Lâm cũng nói đến việc triển khai có hiệu quả ngoại giao cây tre. Được biết, ngoại giao cây tre là thuật ngữ chỉ đường lối ngoại giao của Việt Nam dưới thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Khái niệm này xuất hiện từ năm 2016, tuy nhiên nó chỉ được nhắc đến nhiều hơn sau đại dịch COVID-19, nhất là sau khi nước Nga xâm lược Ukraine vào năm 2022. Báo chí nhà nước còn bốc thơm xem nó như cốt cách của dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, cựu tổng biên tập
tờ báo Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, bà Hồ Thu Hồng, người được cho là có mối quan hệ rất thân tình với Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, cựu Thứ trưởng Bộ Công an, mối nhân vật thân tín của cựu Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng, đã sổ toẹt trên trang Facebook cá nhân như sau. Ngoại giao kê che là gì nhỉ? Là điều thuyền, là bạ gặp anh nào cũng ngả ngớn. Mọi ví von của ngày xưa là của một dân tộc vừa yếu vừa hèn, cạnh thằng đã khỏe lại còn ác, nên phải dạy nhau khôn lỏi, khôn vặt. Còn thế giới ngày nay người ta đặt lòng tin vào những nơi yêu chuộng hòa bình và biết lấy lợi ích dân tộc làm trọng. Đồng thời, bà Hồ Thu Hồng cũng hy vọng Tổng Bí thư Tô Lâm không bị truyền nhiễm tình yêu nghệ thuật bình dân, băng cho lẩy kiều, không ví von che heo nứa lá, không mần lục bát nôm na là cha mách qué, tức là chơi kiểu ghép vần. Theo giới quan sát, gần đây khi làm việc với Ban Cán sự Đảng bộ Bộ Ngoại giao cũng như phát biểu nhân ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, ông Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh như sau. Thế giới đang trong thời kỳ thay đổi có tính thời đại. Đất nước ta đang đứng trước khởi điểm lịch sử mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Đây là những chỉ dấu cho thấy Tổng Bí thư Tô Lâm tuy vẫn theo đường lối ngoại giao cây tre nhưng sẽ nghiêng về phía phương Tây và Hoa Kỳ, thay vì nghiêng về phía Trung Quốc như ông Nguyễn Phú Trọng trước đây vẫn làm. Truyền thông nhà nước Việt Nam vào ngày 5 tháng 9 đồng loạt đưa tin. Tờ báo The New York Times thành lập văn phòng thường trú tại Việt Nam. Bản tin cho hay Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trao giấy phép thành lập văn phòng thường trú tại Việt Nam cho báo The New York Times. Theo bà Hằng, điều này sẽ giúp tờ báo The New York Times đóng góp vào việc tăng cường quan hệ song phương Việt-Mỹ. Được biết, The New York Times là một trong những tờ báo uy tín hàng đầu tại Hoa Kỳ cũng như trên thế giới. Một số nhận định cho rằng từ khi bình thường hóa quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ vào tháng 7 năm 1995 đến nay, chưa có Tổng Bí thư nào dám quyết định như ông Tô Lâm. Điều đó càng cho thấy Tổng Bí thư Tô Lâm không giấu giếm chính sách ngoại giao cây tre nghiêng về phía Hoa Kỳ và phương Tây hơn. Cũng có nhiều ý kiến quả quyết rằng muốn tiến hành công cuộc cải cách ở Việt Nam thì Tổng Bí thư Tô Lâm phải giã từ và nói không với chính sách ngoại giao cây tre nghiêng về phía Trung Quốc của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Phải chăng sự thay đổi như vừa kể trên của ông Tô Lâm đã khiến cho ban lãnh đạo Bắc Kinh không hài lòng? Một số suy đoán cho rằng Trung Quốc đã bật đèn xanh cho các thế lực vốn là tàn dư của ông Trọng, đặc biệt là giới tướng lĩnh quân đội, kiên quyết cản phá công cuộc cải cách của Tổng Bí thư Tô Lâm. Công luận đặt câu hỏi liệu Tổng Bí thư Tô Lâm có thể đi đến cái đích hay không, và hy vọng ông Tô Lâm sẽ không hiểu sai những tín hiệu nguy hiểm ấy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin phải chăng Tổng Bí thư Tô Lâm quyết nói không với chính sách ngoại giao cây tre nghiêng về phía Trung Quốc. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de